Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư, mục kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục bạn hỏi luật sư trả lời và mục ống kính công dân. Mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình Nhân dân, số 71 phố Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email hộpthunhanzantva@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756, 0946 401 661. Thưa quý vị khán giả, trong tuần, Truyền hình Nhân dân và Ban bạn đọc báo Nhân dân nhận được 2 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 5 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và 6 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội, cụ thể như sau. Khán giả Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Khuyên ở Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực nội chính, khán giả Vũ Đăng Khoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Thị Mận ở Đắk Nông, Tạ Quang Sử ở Nghệ An, Nguyễn Văn Kiểm ở Long An, người dân xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Nông Văn Túc ở Bắc Giang, công ty Nippon ở Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chính tại Hàn Quốc, Nguyễn Ngọc Phương ở Hà Nội, Vũ Văn Tuân ở Hải Dương, Nguyễn Thị Luyên ở Quảng Ninh, Bùi Văn Trung ở Lạng Sơn có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hiền ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2021, báo Nhân dân có công văn số 976 gửi đồng chí trưởng công an quận Hoàn Kiếm, công an thành phố Hà Nội về nội dung đơn của ông Nguyễn Mạnh Hiền, khiếu nại về việc gia đình ông Phạm Minh Quang không thực hiện đúng quyết định cưỡng chế số 1462 QĐ-CCXP của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, vì đã hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, nhưng sự việc không được xử lý dứt điểm mà ông Quang còn có biểu hiện chống đối, gây bất an cho gia đình ông Hiến và gây mất an ninh trật tự khu phố, và tố cáo về việc xâm phạm trái phép chỗ ở của gia đình ông. Về nội dung này, báo Nhân dân vừa nhận được văn bản trả lời số 496 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, nội dung chính như sau. Sau khi xem xét nội dung đơn, việc gia đình ông Quang không thực hiện đúng quyết định cưỡng chế số 1462 QĐ-CCXP thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm chuyển đơn nêu trên đến Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi báo Nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn của ông Vũ Mạnh Cường, địa chỉ số 331 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo ông Lê Vinh Danh, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và trách nhiệm của cán bộ công chức lãnh đạo, không xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Về nội dung này, báo Nhân dân vừa nhận được văn bản trả lời số 136 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung chính như sau. Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đơn của công dân đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông tin đến báo Nhân dân và Bộ Giáo dục và Đào tạo để biết kết quả. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời luật sư Đỗ Bá Thích, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn chị Diệp Vân. Xin chào khán giả hộp thư truyền hình. Thưa luật sư, khán giả Nguyễn Ngọc Phương ở Hoàng Mai hỏi, trong khoảng thời gian vừa qua ở cạnh nhà tôi là nhà của một nhóm thanh niên, gần như đêm nào khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng cũng tổ chức tụ tập ăn uống hát hò, gây tiếng ồn rất khó chịu cho người dân trong xóm. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chẳng có tác dụng gì. Do nhà tôi không có cửa kính cách âm nên tiếng ồn gây ra là rất lớn, làm cho gia đình tôi không thể nghỉ ngơi được, con tôi thì không thể chú tâm ôn thi được. Chúng tôi phải làm gì để chấm dứt tình trạng này? Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Diệp Vân. Cảm ơn bạn Phương đã gửi câu hỏi về hộp thư truyền hình. Liên quan đến câu hỏi của bạn Phương, tôi giải đáp cho bạn như sau. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 6 của nghị định số 167/2013/NĐ-CP có quy định hành vi gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung thì phạt cảnh cáo
hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy thì hành vi của các thanh niên hàng xóm nhà bạn là hành vi gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung, việc tụ tập ăn uống hát hò vào đêm khuya của nhóm thanh niên đã gây nên tiếng ồn lớn, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu dân cư mà gia đình bạn đang sinh sống trong khoảng thời gian mà mọi người cần được nghỉ ngơi học tập. Do đó thì nên theo quy định của pháp luật nêu trên thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Và cũng theo quy định tại khoản 3 điều 14 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung về việc trách nhiệm đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính có quy định cá nhân tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính. Do đó để chấm dứt cái tình trạng gây ồn ào mất trật tự, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi tới tổ trưởng tổ dân phố, công an phường hoặc là ủy ban nhân dân nơi mà gia đình bạn đang cư trú để được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Bạn nên nêu rõ nội dung cần khiếu nại, thời gian cụ thể gây mất trật tự của nhóm thanh niên, những ảnh hưởng mà hành vi đó đã tạo ra đối với đời sống của gia đình bạn nói riêng và của khu dân cư nói chung trong đơn mà gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Thưa luật sư, khán giả Vũ Văn Tuân ở Hải Dương hỏi: anh Toàn có ký hợp đồng thuê khoán mảnh ao của tôi với thời hạn 5 năm để nuôi cá. Tuy nhiên trong quá trình khai thác, anh Toàn đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ trả tiền thuê nên tôi định đơn phương chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật, tôi cần lưu ý gì khi thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này? Cảm ơn chị Diệp Vân. Cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi đến hộp thư truyền hình. Liên quan đến vấn đề bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, tôi giải đáp cho bạn như sau. Do hợp đồng giữa bạn và anh Toàn là hợp đồng thuê khoán tài sản nên để đơn phương chấm dứt hợp đồng này, bạn phải báo cho anh Toàn biết trước một khoảng thời gian hợp lý. Nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc là theo thời kỳ khai thác thì thời gian báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc là chu kỳ khai thác. Cái này được quy định tại điều 1, khoản 1, điều 492 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Ngoài ra thì trường hợp anh Toàn vi phạm nghĩa vụ nhưng việc khai thác mảnh ao là nguồn sống duy nhất của anh Toàn và việc tiếp tục thuê khoán mảnh ao này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bạn thì bạn không được đơn phương chấm dứt hợp đồng này. Tuy nhiên, anh Toàn thì phải cam kết với bạn không nếu mà không tiếp tục vi phạm hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo quy định tại khoản 2, điều 492 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Khán giả Nguyễn Thị Luyên ở Quảng Ninh hỏi: chồng tôi bị tai nạn lao động, theo kết quả giám định của hội đồng giám định mức suy giảm khả năng lao động trên 51%. Khi quay trở lại công việc làm việc, chồng tôi có được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không? Nếu có thì pháp luật quy định cụ thể như thế nào về vấn đề này? Vâng, cảm ơn chị Diệp Vân. Cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi và cũng chúng tôi cũng rất là chia sẻ với cái hoàn cảnh của gia đình của bạn. Liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau. Đối với trường hợp của chồng bạn thì khi quay trở lại làm việc sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Đó cụ thể căn cứ theo khoản 8 điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định đó là sắp xếp những công việc mới phù hợp với sức khỏe theo kết luận của hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi mà điều trị phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc. Cụ thể ngoài ra thì theo quy định tại điều 55 luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc như sau. Thứ nhất đó là trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 điều 38 luật này, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí, mức hỗ trợ học phí không quá 50% mức phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở, số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. Khán giả Bùi Văn Trung ở Lạng Sơn hỏi: cháu tôi và anh C làm trong một công ty, do mâu thuẫn cá nhân nên trong quá trình làm việc hai bên xảy ra xô xát, kết quả cháu tôi bị gãy chân. Xin cho hỏi trong trường hợp này cháu tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không? Vâng, cảm ơn chị Diệp Vân. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi sẽ giải đáp cho bạn liên quan đến vấn đề này như sau. Căn cứ theo quy định tại điều 40 luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định 3 nguyên nhân mà người lao động bị tai nạn lao động sẽ không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động. Cụ thể đó là do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, hoặc là do thứ hai là do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân mình, thứ ba là do sử dụng ma túy, chất gây nghiện, các cái chất khác, chất cấm theo quy định của pháp luật.
Như vậy thì căn cứ với những cái nội dung mà bạn nêu ra thì trường hợp nhất là cháu của bạn sẽ không được hưởng cái chế độ tai nạn lao động, bởi vì đây là mâu thuẫn cá nhân giữa cháu bạn và anh C, mặc dù xảy ra trong quá trình lao động nhưng nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ mà người sử dụng lao động đã giao cho cháu của bạn. Khán giả Nguyễn Minh T ở Nghệ An hỏi: do cần tiền chi tiêu gấp nên tôi có mang tài sản là chiếc laptop đi cầm cố. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên giữ tài sản đối với tài sản của tôi được pháp luật quy định như thế nào? Vâng, cảm ơn chị Diệp Vân. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới hộp thư truyền hình. Tôi giải đáp câu hỏi của bạn như sau. Căn cứ theo Điều 348 và Điều 349 Bộ Luật Dân sự năm 2015, bên cầm giữ tài sản có các cái quyền và nghĩa vụ cơ bản sau đây. Nhất là về quyền của bên cầm giữ. Một, đó là yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ. Thứ hai là yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán các chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn các tài sản cầm giữ. Thứ ba là được khai thác các tài sản cầm giữ để thu các phần hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ phải chịu. Về nghĩa vụ của bên cầm giữ, thứ nhất đó là phải giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ. Thứ hai là không được thay đổi cái tình trạng của tài sản cầm giữ. Thứ ba là không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ. Thứ tư đó là giao lại tài sản cho người cầm giữ khi mà đã thực hiện hết nghĩa vụ. Và thứ năm đó là bồi thường thiệt hại nếu là mất hoặc hư hỏng tài sản mà đang cầm giữ. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả. Vâng, cảm ơn chị Tiếp Vân. Phần cuối của chương trình hộp thư truyền hình hôm nay, mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục ống kính công dân. Clip của khán giả xin gửi về địa chỉ email hộpthunhandantv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa tất cả các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, quán cà phê để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Thế nhưng, theo phản ánh của khán giả, trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu chủ quan, lơ là với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều quán ăn vỉa hè, trà đá đường phố tại quận Nam Từ Liêm ngang nhiên hoạt động trở lại khi chưa có chỉ đạo của thành phố Hà Nội. Tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách hay những khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Dọc tuyến đường Phạm Hùng, từ trước đến nay là điểm nóng về tình trạng xe khách tuyến cố định đón trả khách. Chính vì vậy, tuyến đường này có rất nhiều người tụ tập, khách chờ bắt xe, và những điểm bán trà đá như vậy trở thành tụ điểm của những vị khách này. Kính đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố Hà Nội để có thể kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuần qua, chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về việc tại khu vực núi Am, thôn Ngọc Yên xuất hiện tình trạng khai thác đất có dấu hiệu trái phép với số lượng lớn để vận chuyển đi san lấp tại các dự án trên địa bàn tỉnh, gây bức xúc trong nhân dân. Được biết, trên địa bàn xã Cao Xá chỉ duy nhất có một đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gạch ngói Ngọc Lý được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng. Tuy nhiên lại có tình trạng khai thác đất nằm ngoài vị trí được cấp phép cho công ty này. Đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình rà soát lại hiện trạng và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu phản ánh trên là đúng.